Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một đề tài. Và trước khi chia sẻ cái đề tài này, cái vấn đề này, thì tôi muốn chia sẻ tới các bạn câu chuyện của chính tôi trước. Một câu chuyện xương máu, một cái quá khứ mà tôi nghĩ là không bao giờ tôi có thể quên được. Và những ngày mà tôi mới tìm hiểu và tìm mua một chiếc đồng hồ, những chiếc đồng hồ đầu tiên. Thì cái câu chuyện nó là như này. Ngày trước thì tôi có tìm hiểu một chiếc đồng hồ Zenith của một anh bạn trên cái group đồng hồ trên Facebook. Thì sau khi tìm hiểu rất là kỹ về cái cách kiểm tra đồng hồ cũng như là những cái lưu ý cả website tiếng Anh và website tiếng Việt từ những người đi trước vân vân. Ngày đấy thì còn hay tham gia phố mua bán, những cái kinh nghiệm của anh em trên phố mua bán. Thì tôi có hẹn cái anh bán đồng hồ, cái anh bán cái chiếc đồng hồ đấy cho tôi. Thì anh em cũng chia sẻ rất là vui vẻ thời điểm đó. Và khi mà tôi có kiểm tra đồng hồ thì tôi có kiểm tra rất là kỹ về mặt số này. Ngày đấy cũng học cái vấn đề là dùng kính lúp soi mặt số không có vấn đề gì không, kim giờ, kim phút hay cọc số có lỗi gì không, thậm chí là máy đã mở ra chưa, vân vân. Đấy, thì sau khi kiểm tra tất cả lớp vỏ này, mặt số tất cả, thậm chí là thông số của máy, khi đo lên trên máy đo ở một cái cửa hàng mà tôi quen ấy, thì hoạt động 3-5 giây rất là tuyệt vời. Tuy nhiên khi mà về sử dụng qua ngày đầu tiên thì mới phát hiện ra đó là lịch không thể nhảy được các bạn. Và cái lỗi này nó là cái lỗi mà của người sử dụng. Chúng ta chỉnh khi mà chỉnh lịch ấy vào đúng cái khung giờ đêm nhảy sang sáng thì nó sẽ gãy cái lẫy lịch, khiến cho cái đồng hồ nó bị lỗi cái vấn đề đấy. Thế là tôi gọi điện cho cái người bán thì anh ấy bảo là cái này thì anh không biết, mình không biết, nên là không biết đây là do lỗi của bên mình hay là lúc bạn kiểm tra không kỹ. Thì anh ấy cũng là một người chơi thôi, một người tiêu dùng chứ không phải là cửa hàng gì cả. Thì hai anh em cũng trao đổi lại với nhau nhưng mà anh ấy không nhận trách nhiệm về mình. Thì đấy, khi tôi đem đi sửa thì trời ơi, tôi mất thêm hơn 20%. Khi mà tôi về tính thì tôi mất thêm 20% giá trị chiếc đồng hồ đấy để sửa cái lỗi lịch. Thật là đau xót các bạn ạ. Thật là đau đớn và tôi đến ngày hôm nay tôi vẫn không thể quên được. Đó là một kinh nghiệm cho tôi, đó chính là khi mua đồng hồ, ngoài vấn đề xem rất kỹ ra thì chúng ta cần phải có kiến thức. Thì cái đề tài ngày hôm nay, cái câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn đề cập tới các bạn, đó chính là cái việc chúng ta mua một chiếc đồng hồ cũ làm sao để cho nó đảm bảo được tính an toàn, để cho chúng ta không bị tránh những cái rủi ro nhất định. Đây cũng là một cái đề tài mà khi tôi lướt qua cái kênh YouTube của Gia Bảo Luxury thì khá nhiều anh em comment hỏi. Ví dụ như là điểm khác biệt giữa việc mua một chiếc đồng hồ mới và một chiếc đồng hồ cũ, hay là có nên mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng hay không. Lời khuyên khi mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng làm sao để hạn chế những rủi ro nhất định. Thì trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái vấn đề có liên quan đến việc mua và bán một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng các bạn nhé. Chúng ta nên mua đồng hồ mới hay là mua đồng hồ đã qua sử dụng? Thì cái này ấy, tôi sẽ đưa ra một cái dẫn chứng, một cái ví dụ để cho chúng ta có thể đánh giá được khách quan hơn. Ví dụ như tôi đang có một cái khoản ngân sách 300 triệu và tôi muốn mua một chiếc đồng hồ Rolex đi, thì tôi có thể với 300 triệu đó thì tôi có thể mua một chiếc đồng hồ mới ở trong hãng. Tuy nhiên với 300 triệu này, nếu như tôi mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng, tình trạng tốt, thì tôi sẽ được thêm option. Ví dụ như là chiếc đồng hồ đó của tôi sẽ có cọc số kim cương, hoặc là thậm chí với những phiên bản có vành kim cương. Mà nếu như chúng ta mua mới tại hãng thì cái mức giá nó sẽ cao hơn cái mức giá 300 triệu, nó khoảng tầm 400 đến 500 triệu. Đấy là nếu chúng ta mua mới. Vậy nên cái việc chúng ta cái việc mua đồng hồ mới và đồng hồ cũ nó khác biệt nhau. Mua đồng hồ mới thì chúng ta rất an tâm. Tuy nhiên là nếu như mua đồng hồ cũ, đồng hồ đã qua sử dụng, thì với cái ngân sách đó thì chúng ta có thể mua được những chiếc đồng hồ có giá trị lúc mới cao hơn là việc chúng ta vào hãng chúng ta mua. Đó. Còn mới hay là cũ đem lại cảm xúc thì nó lại khác nhau. Nhưng tôi thấy đa phần những người mua thường có cái cảm xúc tuyệt vời hơn khi chúng ta đập hộp, có nghĩa là chúng ta mua một cái sản phẩm gì mới. Đó, đó là điểm khác biệt giữa đồng hồ mới và đồng hồ cũ. Thì ngoài ra một cái câu hỏi mà tôi thấy các bạn hay hỏi tôi ở trên YouTube đó là tôi nên mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng hay không, và lời khuyên khi mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng hay cũng như là mua ở đâu yên tâm. Để trả lời cho cái câu hỏi trên ấy, thì có hai nguồn mà có thể phân phối và bán đồng hồ cũ chúng ta thường tìm thấy trên thị trường. Một là mua
mua mua từ những cái cửa hàng kinh doanh chuyên nghiệp, mua từ cửa hàng kinh doanh chuyên nghiệp, và hai đó là người tiêu dùng. Người tiêu dùng thì các cửa hàng kinh doanh chuyên nghiệp cũng như người tiêu dùng có thể là ở trong nước hoặc là ngoài nước, nhưng trong video này thì chúng ta chỉ nói đến vấn đề ở trong nước thôi các bạn nhé. Có một nhận định rằng đó chính là việc mua đồng hồ đã qua sử dụng của người tiêu dùng có giá tốt hơn các cửa hàng kinh doanh chuyên nghiệp. Điều này có phải không? Trước đây thì tôi cũng đã mua cái chiếc đồng hồ đó qua một người tiêu dùng, không phải là người kinh doanh chuyên nghiệp, và tôi cũng có nhận định như vậy. Nhưng trong một cái quá trình mà làm việc hay là tiếp xúc lâu với cả đồng hồ thì tôi thấy là cán cân thường đi với hướng ngược lại. Bởi vì sao? Tôi sẽ phân tích với các bạn 3 điểm mà thường là các cửa hàng kinh doanh đồng hồ có mức giá tốt hơn là người tiêu dùng. Ngoại trừ một số cái trường hợp nhỏ lẻ, đặc biệt là bạn có quen với cái người tiêu dùng đấy, như là anh em thân thiết hay là gì đấy, thỏa thuận hai bên vân vân thì không nói. Nhưng tôi sẽ nêu ra 3 vấn đề, 3 cái lý do mà khiến cho những cái cửa hàng kinh doanh đồng hồ có mức giá hợp lý hơn so với người tiêu dùng. Thứ nhất là các cửa hàng kinh doanh đồng hồ có họ có nắm giá, cái mặt giá mặt bằng thị trường cho chiếc đồng hồ này. Và khi mà họ kiểm tra cái tình trạng của chiếc đồng hồ ấy thì họ sẽ đưa ra một cái mức giá nó phù hợp với cả thị trường. Thứ hai là ở những cái vùng miền, ví dụ như là Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì những thành phố lớn thì tôi không nói, nhưng những cái tỉnh thành khác, ví dụ như là những tỉnh thành phía Bắc, phía Nam, miền Trung, miền Nam, thì không phải là thành phố lớn nào cũng có nhiều người, nhiều cửa hàng kinh doanh đồng hồ cao cấp. Họ có thể hoặc là họ sẵn tiền, họ sẵn sàng họ mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng của bạn. Vậy nên là những thường thì những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng chúng ta mua được ở những tỉnh thành khác ấy, thì chúng ta sẽ có thể đàm phán được một mức giá rất là hợp lý đó. Và thứ ba là với những khách hàng mà muốn, tức là có nhu cầu bán chiếc đồng hồ của họ và để mua một chiếc đồng hồ mới cao cấp hơn, thì cái chiếc đồng hồ đã qua sử dụng của họ sẽ được định giá với mức giá rất là hợp lý. Còn người tiêu dùng thì sao? Khi mà người tiêu dùng đăng bán ấy, thì họ khi mà họ đã đăng bán, họ tìm những cái người mua kế tiếp, thì ngay từ vì đấy không phải là cái lĩnh vực và chuyên ngành của họ nên là họ cứ giao bán thôi, và họ không có mong đợi là chiếc đồng hồ đấy sẽ bán được nhanh, tức là họ sẽ có thể là họ sẽ từ từ và không vội trong cái việc bán cái chiếc đồng hồ đó, nên là được giá thì bán. Cái quan điểm, cái quan niệm của cái người bán, người tiêu dùng ấy, đó chính là được giá thì sẽ bán đó. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn muốn mua từ người tiêu dùng? Bởi vì sao? Bởi vì khi mua từ người tiêu dùng, chúng ta tin tưởng. Thứ nhất, đấy là chúng ta biết được cái người sử dụng là tức là người chủ thực của chiếc đồng hồ. Tiếp đến, đó chính là chúng ta luôn luôn có một cái suy nghĩ như tôi vừa nói ngay từ ban đầu, là mua từ người sử dụng bán lại thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Tuy nhiên, một cái lưu ý khi mà chúng ta mua từ một người sử dụng ấy, đó chính là tôi khuyên các bạn là nên mua từ một người mua mới có hóa đơn và chứng minh cái đồng hồ đấy họ là người chủ đầu tiên. Đấy là cái mấu chốt của vấn đề trong video ngày hôm nay. Nếu như chúng ta có cái cơ hội chúng ta mua từ một người sử dụng ấy, thì chúng ta hãy cố gắng làm sao để họ chứng minh được họ là chủ đầu tiên của chiếc đồng hồ đó bằng những cách nào, có thể là bằng hóa đơn chứng từ họ mua, chứng minh được cái đồng hồ ngày tháng năm này, họ mua mới từ lúc nào này, vân vân ra sao đấy, tên của họ đấy. Đó là những cái mà rất là ưu điểm, đó là ưu điểm khi chúng ta mua từ một chiếc đồng hồ từ người sử dụng. Vậy thì mua một chiếc đồng hồ từ người sử dụng nhưng không phải là chủ đầu tiên thì sao? Thực tế ra mà nói thì cái vấn đề này nó khá là phức tạp. Bởi vì sao? Nếu mà cái đồng hồ đấy có niên đại, nó có thời gian sử dụng khoảng 15 năm, khoảng trải qua 4 năm đời chủ rồi, thì cái việc chúng ta mua từ một người sử dụng, đối với tôi nghĩ là không quan trọng nữa. Bởi vì sao? Chúng ta không xác định được người đầu tiên mua bán cái chiếc đồng hồ đấy là ai, chuyển đến tiếp là thứ hai, đồng hồ đã qua sửa chữa hay chưa, vân vân. Thì lúc đấy chúng ta bắt buộc chúng ta phải cần một vấn đề, đó là gì? Chúng ta phải có kinh nghiệm.
về đồng hồ, kiến thức về đồng hồ. Thứ hai là chúng ta phải biết xem đồng hồ, hoặc là chúng ta có những người thân, người bạn có kiến thức để giúp chúng ta, gọi là check đồ đó, kiểu như vậy. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn nói đến khi mà chúng ta mua một chiếc đồng hồ từ người sử dụng. Tóm lại, khi nào thì chúng ta nên mua một chiếc đồng hồ của người tiêu dùng, và khi nào thì chúng ta nên mua, đặt niềm tin mua từ một đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp. Thì nếu như các bạn đã có một cái kinh nghiệm rất là lớn trong việc mà mua bán đồng hồ này, hay là chúng ta là một người chơi sành sỏi, chúng ta là một nhà sưu tầm, chúng ta có khả năng phân biệt đồng hồ thật giả, chúng ta có kiến thức về đồng hồ, cũng như là chúng ta nắm bắt được giá thị trường, thì việc chúng ta mua được những cái chiếc đồng hồ từ người tiêu dùng, mà lại là những người tiêu dùng là chủ đầu tiên ấy, thì nó lại là một cái điểm rất rất là thuận lợi. Tuy nhiên là nếu như chúng ta mới bắt đầu thì sao? Tôi khuyên bạn là nên chọn một đơn vị kinh doanh có uy tín, ví dụ như là thậm chí là hãng. Nếu như chúng ta chưa có quá nhiều kiến thức thì chúng ta hãy trải nghiệm đầu tiên là những chiếc đồng hồ mới đi. Thì dần dần trong quá trình chúng ta đeo, chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta sẽ có những cái kiến thức riêng dành cho bản thân mình. Sau khi chúng ta đã có một cái trải nghiệm nhất định cho riêng bản thân mình rồi, thì lúc đó tôi nghĩ là chúng ta sẽ có thể chúng ta mua được những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng từ người tiêu dùng. Và đây là cuối video này rồi. Thì các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc chúng ta sẽ mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng, và kinh nghiệm của các bạn cũng như là những bài học đắt giá khi mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng các bạn là gì? Hãy comment ở phía bên dưới video các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.